Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 16 tháng 6 năm 2024, Chủ nhật dương lịch. Âm lịch là ngày 11 tháng 5 năm 2024, là ngày Tân Hợi, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, tiết khí mang chủng, ngày trực chấp. Hôm nay là ngày Chu Tước khắc đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thu Tử. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Sát Chủ, và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thu Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi, lục hợp với tuổi Dần, xung với tuổi Tỵ, hình với tuổi Hợi, phá với tuổi Dần. Về ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, hôm nay là ngày Tân Hợi, tức can sinh chi, kim sinh thủy, là ngày cát bảo nhật. Nạp âm xoa thuyến kim, kỵ tuổi Ất Tỵ và tuổi Đinh Tỵ. Ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc, đặc biệt người tuổi Kỷ Hợi thuộc hành mộc không sợ kim, ngược lại nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Hợi, lục hợp với Dần, tam hợp với Mão, Mùi, thành mộc cục, xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ. Tam sát kỵ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Ất Tỵ và tuổi Đinh Tỵ. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Giáp Tý và tuổi Bính Tý. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Đức, Nguyệt Đức hợp, Thiên Ân tốt mọi việc, Thiên Phúc tốt thăng quan, cầu phúc, Ngũ Phú tốt khai thị, lập khoán, Phúc Sinh tốt tế tự, cầu phúc, nhập trạch, Chi Đức tốt tạo ốc, giá thú, tế tự, Địa Tài Tinh tốt nhập tài. Sao xấu thì gồm có sao Kiếp Sát sống mọi việc, Chu Tước khắc đạo, kỵ giá thú, di đồ, Không Phòng kỵ giá thú. Trong đó có sao Thiên Đức, Nguyệt Đức hợp, Thiên Ân là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 16 tháng 6, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như di đồ, phá tường. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày thiên đường, xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn may bán đắt, mọi việc đều như ý. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 16 tháng 6 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thương quan giáng họa nên tuổi Tý làm ăn khó yên ổn trong ngày hôm nay. Con giáp này đôi lúc lại quá kiêu ngạo với tài năng của mình, sẵn sàng gây gổ tranh cãi với những người có ý kiến trái chiều. Thi thoảng dễ có thị phi rơi xuống đầu, khiến bạn nản lòng không muốn tiếp tục công việc hiện tại. Nhờ có tam hội mang lại cho con giáp tuổi Tý một cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Dường như bạn nhận được sự giúp đỡ hoặc có thể gặp được đối tác phù hợp cho bạn cơ hội để học hỏi và khám phá. Đối với vận tình cảm, hôm nay bạn cũng có được vận thuận hòa. Những ai đang có xích mích bất đồng cũng rất dễ hòa giải, mối quan hệ lại ngọt ngào như trước.
người độc thân cũng có thêm nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ tài quảng giao của mình. Điều này rất có lợi cho bạn trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp. Với cái tuổi Giáp Tý, mệnh Kim nên tập trung vào công việc chính, đừng quá quan tâm đến việc xung quanh. Với cái tuổi Bính Tý, mệnh Thủy cố gắng duy trì tình cảm hài hòa. Với cái tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa hãy chớp lấy thời cơ để kiếm tiền đầy tay. Với cái tuổi Canh Tý, mệnh Thổ tận dụng cơ hội để nắm được những gì có lợi. Với cái tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc giải quyết dứt điểm công việc tồn đọng trong thời gian này. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 55 và số 61. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, tài lộc tăng tiến nhờ có tam hội nâng đỡ. Tuổi Sửu kiếm tiền giỏi, nay chăm chỉ góp nhặt, không xem thường tiền lẻ, lăng nhặt chặt bị. Bên cạnh đó, bạn cũng chăm chỉ tạo mối quan hệ làm ăn kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Thiên ấn mang tới sự nhạy cảm cần thiết để con giáp tuổi Sửu có thể thực hiện kế hoạch của mình với các tính toán chính xác. Hôm nay rất thuận lợi cho những ai làm việc liên quan tới việc mang tính nghệ thuật hoặc là luật sư. Vận tình duyên cũng có nhiều thuận lợi, bạn và người ấy có nhiều phút giây ngọt ngào bên nhau. Tuy rằng không phải lúc nào mọi chuyện cũng đều suôn sẻ như ý muốn, song hai người có quyết tâm, có nỗ lực để gìn giữ hạnh phúc lâu bền. Với cái tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, công việc vẫn đang tiến triển thuận lợi và tốt đẹp. Với cái tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, chuyện tình cảm gia đình tốt đẹp. Với cái tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, tài chính mất cân đối, thu ít mà chi nhiều. Với cái tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, hãy tính xa hơn cho tương lai của mình. Với cái tuổi Quý Sửu, mệnh Thổ, có những ý tưởng hay ho để phát triển sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 36. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, chính tài nâng đỡ khiến người tuổi Dần được tận hưởng một ngày sung túc. Bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc tiền thưởng nóng, xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua. Lục hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi Dần biết mình đi đúng hướng. Thế thì bạn còn lăn tăn gì nữa? Chỉ cần bạn tự tin vào bản thân, đừng quá băn khoăn đến việc người khác nghĩ gì, đánh giá gì về bạn. Khi mọi người thấy được thành quả của bạn, họ tự khắc sẽ hiểu mọi việc mà thôi. Tuy nhiên, cục diện tương phá cho thấy đây không phải là ngày điềm báo tốt lành gì với người tuổi Dần. Công việc có thể đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng, bản mệnh và đồng nghiệp nảy sinh mâu thuẫn bất đồng trong quá trình làm việc cùng nhau. Với người tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy cần giữ chặt tiền bạc trong tay mình. Với người tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa nhận được khoản tiền do người đi trước để lại. Với người tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, nếu tin vào bản thân, bạn có thể kiểm soát được tình hình. Với cái tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, có những cách giải quyết vấn đề mới mẻ. Với cái tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao.
con số may mắn là số 98. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hợp mang điểm báo vượng quý nhân, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Mão càng ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa. Bạn có thể sẽ được giao đảm nhiệm những trọng trách mới, tuy là khó khăn nhưng cũng lại là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, ghi dấu ấn trong tập thể. Thiên tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Mão trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động tìm kiếm thêm thu nhập phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng. Thủy sinh mộc thì cho thấy chuyện tình cảm cũng có nhiều tin mừng. Người độc thân nhờ những mối quan hệ trước đó mà được giới thiệu cho người phù hợp với mình. Bạn cũng quyết định mở lòng mình hơn để đón nhận những điều mới trong tương lai. Với những tuổi Ất Mão, mệnh thủy, công việc tiến triển thuận lợi, đạt được thành tích khả quan. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, làm gì cũng suôn sẻ, tìm ra cách giải quyết vấn đề thỏa đáng. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, đón nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Với những tuổi Tân Mão, mệnh mộc, tài khí dồi dào, sung túc, thu về lợi nhuận đáng kể. Với những tuổi Quý Mão, mệnh kim, bạn có thể nhận được một nguồn thu nhỏ từ những khoản đầu tư trước đó, hãy giữ chặt số tiền. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 56. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, chính ấn chiếu mệnh, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử hoặc tuyển dụng ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và đạt được cái đích đã đặt ra. Hồng Loan giúp cho con giáp này có một gia đình rất hòa thuận, các thành viên luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Những bạn còn độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý cũng như nhiều tình cảm từ người khác phái. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp sẽ được cải thiện hơn trước, khúc mắc đều được xóa bỏ. Đại Hao khuyên người làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Bởi thời điểm này, bạn gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn. Còn bây giờ, hãy giữ kỹ tiền trong túi. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, muốn tiêu tiền không cần phải nhìn mệnh giá thì phải hy sinh những ngày đi chơi mà lao vào làm việc, nỗ lực trong thầm lặng. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, tốn nhiều thời gian giải quyết khó khăn trục trặc. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh kim, không có được tình duyên như ý. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 20 và số 49. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam,
Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, người tuổi Tỵ chủ nhật này bị cục diện tương xung cản trở, chuyện tình cảm nảy sinh nhiều tranh cãi. Vợ chồng không hiểu ý nhau nhưng lại không chịu mở lòng, tâm sự thật tâm thật ý. Thế nên mâu thuẫn càng thêm chồng chất, chiến tranh lạnh kéo dài khiến trái tim cũng dần nguội lạnh. Thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Tỵ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Bạn chớ lơ là trong công việc của mình, dù đó là việc bạn đã rất quen thuộc đi chăng nữa. Ngoài ra, tuổi Tỵ hôm nay dễ bị kích động lắm đó. Nếu không cẩn thận thì trong cơn nóng giận bạn có thể tiêu hết cả một đống tiền cũng nên. Dù gì đi nữa thì cũng đừng nên dùng tiền bạc để giải sầu, bởi sau đó thì lại sầu đau hơn. Về cái tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, dễ bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tiền bạc mồ hôi nước mắt. Về cái tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, cần phải thận trọng chớ tùy tiện tin người khi đầu tư làm ăn. Về cái tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, đừng dễ dàng tin lời người khác, mất tiền hao của như chơi. Về cái tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, tình cảm của bạn ngày càng đi lên. Về cái tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, ngày có họa phá tài, chớ nên đưa ra quyết định tài chính. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 03. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Xem tử vi của hai con giáp cho thấy, người tuổi Ngọ có thể thoải mái tận hưởng ngày chủ nhật này khi được sự giúp đỡ của chính quan. Dù là công việc hay chuyện làm ăn, mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bản mệnh không nên chần chừ, mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay. Tài chính của bạn cũng đạt được mức thu nhập ổn định trong ngày hôm nay. Nếu bản mệnh làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn có thể dần nhận ra triển vọng từ những mối đầu tư của mình. Hãy vững tin vào những việc mình đang làm. Bản mệnh nên nhớ rằng, dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn bạn vẫn chưa phải là người đứng đầu thiên hạ. Đừng quá tự kiêu cho rằng mình có tư cách chỉ trích người khác, bởi có thể chính bạn cũng đang mắc phải sai lầm mà không nhận ra. Về cái tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, người làm nghề tự do có cơ hội phát tài khi biết nắm bắt thời cơ. Về cái tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, nhận được lời lãi từ các khoản đầu tư. Về cái tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, nên chăm chỉ chịu khó phấn đấu cho sự nghiệp chứ đừng đứng im tại chỗ. Về cái tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, mở rộng mối quan hệ để việc làm ăn thêm thuận lợi. Về cái tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, vận trình tình cảm không như ý. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 40. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Luận tử vi cho thấy,
tam hợp mang lại tín hiệu tích cực cho con giáp tuổi Mùi để bạn có tinh thần lạc quan trong việc tìm hiểu đối tượng mới. Thế nhưng, việc bạn mở lòng không có nghĩa là tỏ ra quá dễ dàng chấp nhận ai đó đâu đấy nhé. Cả hai vẫn cần thời gian tìm hiểu nhau khá kỹ trước khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ. Về sự nghiệp, thiên ấn xuất hiện trong tử vi chủ nhật này là tín hiệu cho thấy công việc của bản mệnh đang có những điều thuận lợi nhất định. Những chú Mùi tìm ra được phương pháp hợp lý để giải quyết thế bế tắc trước đó. Vận tài chính hôm nay có nhiều điểm báo tốt đẹp, dễ gặp được các cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên cũng có người ganh tị với những gì bạn đang có, bởi vậy cũng cần đề phòng và ứng xử khôn khéo. Đừng để sự vô tư của bạn khiến cho người ta nghĩ rằng bạn giả tạo và gây chuyện không hay. Với những tuổi Ất Mùi, mệnh kim, giữ chặt túi tiền của mình, đừng để kẻ khác nẫng tay trên. Với những tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, hãy đầu tư vào những việc ý nghĩa. Với những tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, nên hướng tới những khoản đầu tư dài hạn. Với những tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, gia đạo êm ấm, tình duyên hạnh phúc. Với những tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, chuyện tình cảm tốt đẹp, nhiều ý nghĩa. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 21. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, ngày chủ nhật tuổi Thân lâm tương hại nên mặt sự nghiệp éo le hơn mọi ngày. Nơi công sở, cơ quan làm việc khó có thể tránh khỏi thị phi. Tốt hơn hết, con giáp này nên tập trung vào việc của mình, kẻo rước họa vào thân. Kiếp tài cản lối, người tuổi Thân có vẻ khá lười biếng khi bắt tay vào công việc. Bạn cảm thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại và không muốn cố gắng gì nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ dần tụt lại so với mọi người xung quanh. Tình hình tài chính cũng chưa có dấu hiệu tiến triển nào đáng kể. Để có thể tránh rơi vào cảnh cháy túi, bạn cần nhắc nhở bản thân hạn chế chi tiêu, tránh thói ham vui chơi bời phóng đoãng hoặc dễ dàng tin theo lời rủ rê đầu tư của kẻ xấu. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, làm ra bao nhiêu tiền cũng chẳng tiết kiệm được cho tương lai. Với những tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, có nguy cơ tổn thất tài sản nên hạn chế đầu tư tiền bạc. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, đừng chỉ khăng khăng mình là đúng, hãy biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Với những tuổi Canh Thân, mệnh mộc, có thể bị kích động và trở thành người ngang ngược. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, xử lý tốt các tình huống xảy ra. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 77 và số 33. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy ngày có tỷ kiên báo hiệu tiền bạc bị hạn chế. Đó chính là cơn nguồn gây ra sự căng thẳng của chúng ta. Ngay cả khi có tiền, bạn vẫn phải tập sống cách sống tối giản và tự hỏi bản thân liệu mình có thật sự cần món đồ này mỗi khi vung tiền mua sắm hay không. May mắn hôm nay có kim sinh thủy giúp cho con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Bạn có cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, thu về những thành tựu đáng kể. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc sẽ đạt mức cao nhất.
Trong quan hệ tình cảm, nhiều khả năng bạn sẽ có được sự ủng hộ từ người thân. Chuyện riêng tư khá ôn hòa và dễ có được những tiếng nói chung, nên có thể an tâm về chuyện tình cảm này. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, tình duyên lận đận dù người độc thân hay có cặp đều gặp rắc rối. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, nên chi tiêu tiền bạc hợp lý, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, có người muốn nhảy việc khi chán nản vì công việc lặp đi lặp lại. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, căng thẳng khi bắt tay vào công việc vì sợ thất bại. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh kim, người độc thân bỏ lỡ cơ hội tìm được nhân duyên của cuộc đời mình. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 96. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, đây là ngày mà con giáp tuổi Tuất sẽ có một vài quyết định quan trọng cần phải đưa ra. May mắn là nhờ chính ấn mà bạn sớm dàn xếp được mọi việc. Tin tốt là bạn sẽ có được những phút giây vui vẻ bên gia đình. Điều này cho bạn thêm động lực, tạo quyết tâm cho bạn đi đến những lựa chọn đúng đắn. Vận tình cảm hôm nay tương đối tốt, vợ chồng có được sự gắn bó khăng khít và có thể dành thời gian cho nhau chăm lo cho gia đình. Đối với người độc thân, các bạn cũng đang có ý thức hoàn thiện mình hơn để cải thiện vận trình nhân duyên. Trong chuyện tiền bạc, bản mệnh cần xem xét lại các mối quan hệ xung quanh mình. Đừng quá cả nể, ai nói gì cũng nghe theo làm theo. Bạn có thể trở thành mục tiêu cho những kẻ xấu bụng lừa gạt khi chúng cần đến tiền bạc. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, hãy tìm cách đứng lên sau thất bại. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, chớ nên nóng vội đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh kim, có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện công việc. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, thu được một khoản tiền công xứng đáng. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 78. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, cục diện tự hình án ngữ, tuổi Hợi có thể gặp một vài vấn đề về tâm lý đến từ những nỗi lo lắng không tên, và điều đó khiến bạn mất tinh thần làm việc. Để vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đó, bạn cần có cái nhìn khách quan hơn về những vấn đề mình đang gặp phải. Con giáp này cũng khá độc đoán khi luôn yêu cầu người khác làm theo ý mình. Nếu có ai phản đối thì sẵn sàng đối đầu trực diện. Tình hình này khiến cho môi trường làm việc của bạn trở nên khá căng thẳng, không có ai muốn lại gần bạn cả. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thực thần mang theo những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Vận may tiền bạc sẽ tìm đến với người tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này. Nếu bạn có bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ thấy hối tiếc về sau. Với những tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, chuyện tình duyên chưa có nhiều khởi sắc. Với những tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được sớm thôi. Với những tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, chớ tiêu xài hoang phí số tiền mình mới kiếm được. Với những tuổi Tân Hợi, mệnh kim, mỗi ngày hãy cố gắng một chút trong công việc. Với những tuổi Quý Hợi, mệnh thủy,
chớ nên đưa ra những quyết định làm ăn. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 74. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 16 tháng 6 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.